với mình là một cái thể thức thi đấu, là một bộ luật dành cho tất cả các môn võ đều có thể tham gia, và mình chỉ gọi là đấu võ. Đơn giản vậy. Thì càng ngày người ta càng nghĩa là phân tích ra võ loại này thì phải thi đấu theo bộ luật này chẳng hạn, và mình có rất là nhiều môn võ khác nhau. Võ thì mỗi môn vẫn còn giữ bản sắc riêng của mỗi môn võ, thì tới chí thì cũng có một cái nhiều cơ hội để mà tiếp thu những cái môn võ Tây phương, môn võ nó boxing hay đấu võ Mỹ vân vân như vậy, thì nó cũng thuần với lại cái truyền thống của gia đình. Thì hiện tại thì mình phát huy nó theo một cái cách thi đấu của MMA. Như vậy thì nó có nghĩa là nó thể thao hóa hơn. Cái thời ông của mình chẳng hạn như thì cái cách chiến đấu nó quá thực chiến, nó quá nguy hiểm để mà mình có thể thi đấu thể thao. Ở Việt Nam thì chỉ nghĩ là các bạn trẻ có đam mê võ thuật đều đã phần ít phần nhiều gì biết tới MMA, có xem qua MMA và cũng thấy cái có một cái phong có rất là nhiều bạn trẻ quan tâm tới cái phong cách võ thuật như thế này. Quan điểm của Trí thì nó rất là khó khăn để mình cân bằng giữa cái mà mình phải tập luyện cho thi đấu và tham gia điện ảnh. Với điện ảnh thì có thể tuần đó mình quay phân đoạn ban đêm thì mình lại suốt đêm, rồi xong rồi tuần sau mình quay ban ngày thì mình quay cả mười mấy tiếng đồng hồ một ngày. Như vậy thì nó sẽ không có để cho mình rất là khó để cho mình giữ cái phong độ. Với một người mà tham gia điện ảnh rồi trở ra rồi phải tập luyện lại, có nghĩa là mình sẽ mất đi một cái phong độ nào đó, giống như là ví dụ như một cái môn thể thao đá banh chẳng hạn, như mà mình bỏ một thời gian mình trở lại thì mình sẽ xét mò chút xíu đó, thì nó rất là khó để mà cân bằng giữa hai cái đó. Trước hết mình chỉ muốn làm những cái phim mà có cốt truyện hay, không nhất thiết là nó phải về một cái đề tài nào. Nếu mà thật sự có một cái phim về đề tài võ thuật Việt Nam xuất sắc, một cái phim có một cốt truyện hay thì rất là vui, tại vì đó nó cũng đồng với lại cái cả hai cái đam mê của mình. Nếu mà chỉ làm cái phim để thôi mình viết một cái chuyện nào đó để nói về cái này thì chưa chắc nó sẽ hay đó. Cái này là quan trọng nhất vẫn là cái chuyện phim. Rất là khó nói, mình mỗi người có một cái phong cách riêng của họ. Với anh Tony Jaa thì anh không có hoạt bát, không có nói chuyện nhiều, nhưng mà thấy anh ta là gần với lại một người có nghĩa là võ sĩ chân thật nhiều nhất. Để một người võ sĩ chân thật thì không có lấy cái sức mạnh của mình đem ra ngoài, chỉ là tập để vì đam mê. Còn thể nó là một cái cộng hưởng với nhau thôi, nó tương tác với nhau. Trước tiên là mình phải có một cái niềm đam mê cho võ thuật, và mình khi mình tập võ như vậy, một cái nền văn hóa võ thuật là một cái nền văn hóa không có cần phải dạy dỗ bằng lời, và cái tinh thần võ thuật hay là cái đạo đức võ thuật chẳng hạn như vậy, là mình được tiếp thu và mình được rèn luyện qua những cái động tác của mình. Đánh đấm như vậy, tập luyện như vậy, và từ một ngày nào đó, càng ngày nó càng tiến bộ tới một cái nơi mà mình có thể là nói là mình khác xưa. Mình đối mặt với chuyện khó khác xưa, và mình điềm tĩnh, mình tự tin. Mặc dù không có ai cần phải ngồi giải thích cho mình diễn, nói cho mình một cách giống như là mình học văn hóa kiểu học văn, thì võ thuật nó là đến từ những cái hoạt động